Bộ phim bắt đầu bằng hình ảnh Mạnh Xuyên đang nhớ về người mẹ và cảnh tượng bờ biển ngày hôm đó. 9 năm trước, Mạnh Xuyên 6 tuổi, cậu chơi đá cầu với các đứa trẻ trong làng mà không biết xung quanh vừa xuất hiện một số xúc tu kỳ lạ. Chúng ẩn thân dưới mặt đất và chuẩn bị tiến về phía Mạnh Xuyên thì mẹ cậu túm tay bắt về tập vẽ. Ngay khi Mạnh Xuyên đi, một đứa trẻ vấp ngã đồng thời rơi xuống miệng yêu quái. Nói là vẽ chân dung cho mẹ, vậy nhưng Mạnh Xuyên lại chỉ vẽ gốc cây đằng sau. Đó cũng là lý do để Bạch Thánh Nữ đừng ngồi chơi xích đu cùng với con trai. Hiện tại, cha Mạnh Xuyên đang trong thành xin trở về gia tộc. Viện cớ về nấu cơm, Mạnh Xuyên nhanh chân đi trước. Bất ngờ chỗ xích đu xuất hiện một kẻ đeo mặt nạ bí ẩn, kèm theo phía sau là vô số yêu quái. Bên trong làng mọi người đang hốt hoảng đi tìm người thân mất tích. Rất nhanh đám yêu quái cũng lộ diện. Trong khi đó, Mạnh Xuyên quay trở lại bờ biển nhưng nơi đây không còn một ai. Nhìn thấy cháy lớn trong làng, cậu vội vã trở về. Bạch Thánh Nữ muốn giải cứu con trai, tuy nhiên kẻ đeo mặt nạ lại lệnh đám yêu quái cầm chân. Đứng trước tình hình, Bạch Thánh Nữ kích hoạt sức mạnh thần tồn, đồng thời sử dụng vũ khí dưới dạng hình bán nguyệt giải quyết đám tiểu yêu quái. Để đối đầu với cô, kẻ đeo mặt nạ cũng trở về nguyên dạng quái vật. Mạnh Xuyên trở về thì ngôi làng đã trở thành mớ hỗn độn khi thôn dân không ngừng bị yêu quái cắn nuốt. Thấy thím Mai bị hoa yêu tấn công, Mạnh Xuyên dũng cảm cầm gậy đứng lên giải cứu. Còn hoa yêu quay lại và lần này Mạnh Xuyên lại bị chiếc đuôi của nó quật ngã. Thấy vậy, thím Mai liều mình cứu cậu bất chấp sau đó phải bỏ mạng. Cơn phẫn nộ trong người Mạnh Xuyên dâng trào, tuy nhiên cậu vẫn còn quá yếu so với đám yêu quái hùng dữ. Tính mạng Mạnh Xuyên có thể đã gặp nguy hiểm nếu mẹ cậu không có mặt ngay sau đó. Chỉ là cô chưa kịp động viên con trai thì một đám yêu quái khác lại tiến tới. Với sức mạnh thần tôn của mình, Bạch Thánh Nữ không cần quá nhiều thời gian để xử lý đám hoài yêu. Thậm chí một con yêu quái phun lửa dùng hết năng lực cũng chưa đủ sức làm Bạch Thánh Nữ nao núng. Cuối cùng nó phải trả giá bằng tính mạng. Giải quyết xong đám yêu quái, Bạch Thánh Nữ tiến lại, an ủi Mạnh Xuyên thì bất ngờ cô bị xúc tu của kẻ đeo mặt nạ đâm xuyên qua bụng. Chứng kiến mẹ bị cắn nuốt ngay trước mặt, Mạnh Xuyên đau đớn như gục ngã. Cậu giận dữ cầm sau liền đáp trả và lập tức bị kẻ đeo mặt nạ giết hại. Tưởng chừng như đây sẽ là kết thúc, nhưng không. Trong thức hải Mạnh Xuyên đột nhiên hình thành một quả cầu ánh sáng. Tiếp ngay sau là một số bướm sáng liên tục bay ra giúp Mạnh Xuyên khôi phục lại vết thương. Bản thân Mạnh Xuyên như biến thành người khác. Khi sở hữu sức mạnh khủng khiếp mà đến kẻ đeo mặt nạ cũng không thể phản kháng. Hắn vừa phấn khích, vừa sợ hãi trước sự xuất hiện của thần tồn 6 tuổi. Sau cùng chỉ với một cái nắm tay, Mạnh Xuyên đã dễ dàng bóp nát kẻ địch. Buổi tối, cha Mạnh Xuyên trở về giúp cậu chôn cất mẹ và dân làng. Riêng Mạnh Xuyên vì quá đau buồn trước cái chết của mẹ mình nên trong lòng chỉ có một suy nghĩ, tất cả các yêu quái đều đáng chết. Từ khi Sơn Hải Yêu Tình xuất hiện, thương nguyên giới rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Trong lúc loài người tuyệt vọng nhất thì thần tôn xuất hiện, họ đến từ Nguyên Sơ Sơn, một môn phái lâu đời kiểm soát toàn bộ sức mạnh của trời đất. Mạnh Xuyên sau đó trở về gia tộc và được sắp xếp vào học ở đảo viện. Trước khi trở thành thần tôn phải trải qua 5 cảnh giới, trúc cơ, nội luyện, tẩy tủy, thoát thai và vô lậu. Đấu một trận sống chết ở Nguyên Sơ Sơn sẽ chính thức trở thành thần tôn. Chỉ là đa số mọi người thường mắc lại ở một cảnh giới nào đó. Riêng với Mạnh Xuyên, cậu không những muốn thành thần tôn mà còn phải là thần tôn mạnh nhất bởi cậu sở hữu một không gian thần bí trong cơ thể. Tại đó có một quả cầu ánh sáng và đặc biệt là khả năng tạo ảo ảnh những yêu quái từng chiến đấu. Trong những năm sau đó, Mạnh Xuyên liên tục tập luyện với chúng. Cậu cũng bị giết rất nhiều lần và đều đứng dậy. Theo năm tháng, từ là người bị giết, hiện tại Mạnh Xuyên đã là người giết. Bảng xếp hạng của đạo viện lộ diện, 16 người đứng đầu sẽ được tham gia đại hội trảm yêu. Đứng đầu là Ngô Kỳ, còn Mạnh Xuyên do mải mê nghiên cứu bí kỹ nên đã tụt hạng. Vân Thanh Bình, thiếu chủ Vân Gia liên tục đeo bám Mạnh Xuyên, chỉ là cô lại bị Mạnh Xuyên ngó lờ. Thế vậy, Bạch Quán thiếu chủ Bạch Gia lập tức thách đấu Mạnh Xuyên, bởi hắn luôn mến mộ Vân Thanh Bình. Bước vào trận đối chiến, Bạch Quán chỉ cười Mạnh Xuyên thực lực không tiến bộ sau tu luyện Uyên Ương Công cùng ả đàn bà của Liệt Dương Viện. Bất chấp thực lực đối phương cao hơn, Mạnh Xuyên nhờ vận dụng thực chiến với yêu quái trong không gian mi tâm nên dễ dàng đánh trúng Bạch Quán. Bạch Quán tiếp tục lao lên nhưng một lần nữa chưa chiếm được lợi thế. Sau cùng hắn bộc phát sức mạnh tề tùy cảnh viên mãn cho đòn quyết định. Đúng lúc này Thất Nguyệt xuất hiện bắn tên ngăn cản. Bên đối diện, Bạch Quán chế nhạo Mạnh Xuyên chỉ biết đứng sau đàn bà. Vừa dứt câu, Bạch Quán lập tức bị Thất Nguyệt đá tên sượt qua mặt cảnh cáo. Bạch Quán quay lại tính ăn thua, tuy nhiên Ngô Kỳ cản lại. Mạnh Xuyên và Thất Nguyệt sau đó bỏ đi làm Vân Thanh Bình nổi giận. Cô về nhà đòi cha hủy hồn nhưng bị cự tuyệt bởi Vân Gia vốn yếu nhất trong tam đại gia tộc thần tồn, sau đó cần phải liên hôn với Mạnh Gia để cân bằng lực lượng. Tại Mạnh Phủ, Mạnh Xuyên và Thất Nguyệt biến nơi đây thành sân tập luyện. Mũi tên mà Thất Nguyệt bắn ra tuy uy lực, vậy nhưng vẫn bị Mạnh Xuyên cắt làm đôi. Hơn nữa, dù Thất Nguyệt bắn bao nhiêu cũng chẳng thể chạm nổi vào người Mạnh Xuyên. Kể cả tuyệt chiêu rất mạnh như Liệu Nguyên Hỏa. Nhân cơ hội Thất Nguyệt nhắc khéo Mạnh Xuyên từ bỏ việc nghiên cứu bí kỹ bởi khoảng cách đến vô lậu cảnh còn rất xa.
Mạnh Đại Giang cũng có chung suy nghĩ khi Mạnh Xuyên mới 15 tuổi. Mạnh Xuyên lập tức phản bác vì cậu biết ở tuổi này trong Đông Ninh Phủ đã có người ngộ được bí kỹ. Biết Mạnh Xuyên thích nghiên cứu tiểu sử của thần tôn, Mạnh Đại Giang tặng cậu quyền thần tôn tà phòng. Trở về phòng, Mạnh Xuyên một mình đi xuống gian hầm bí mật để tìm kiếm manh mối về thần tôn trong cơ thể. Cậu đã lật tung tiểu sử các thần tôn và phát hiện trước 16 tuổi mọi thần tôn đều ngộ ra bí kỹ. Hiện tại Mạnh Xuyên chỉ cách bí kỹ một bước chân. Qua đó cậu quyết định nhắm vào đệ nhất khoái đầu. Vào 30 năm trước, Cát Ngọc là một ma men đến Đông Ninh Phủ. Ông thường kể bản thân từng giết vô số tướng sĩ của đại quân yêu tộc dưới lưỡi đao của mình, nhưng tất cả đều không tin cho tới ngày yêu quái đánh vào. Đây cũng là lần đầu tiên ông mở lớp vải trên đầu để lộ ra vô số vết xứt. Dưới một màn ánh sáng ngập trời, các yêu quái bị xé ra từng mảnh. Hiện tại, Mạnh Xuyên mang rượu tới mua chùa Cát Ngọc chỉ điểm. Cát Ngọc từ chối, thì Mạnh Xuyên liên tục bám theo. Sau một hồi giao thủ, Cát Ngọc cho biết muốn ngộ ra bí kỹ cần đạt được thân, tâm, kỹ. Thân là cảnh giới tu hành, kỹ là kỹ thuật của chiêu thức, còn tâm là cầu nối giữa thân và kỹ. Dứt lời, Cát Ngọc phô diễn sức mạnh của bí kỹ Hoa Tiên Băng cho Mạnh Xuyên thấy. Bên cạnh đó, Cát Ngọc còn thăm dò Mạnh Xuyên muốn gì nhất và tất cả các lý do cậu đề cập tới đều bị ông phản bác là đã sai. Đến khi đứng giữa sự sống và cái chết thì Mạnh Xuyên mới thực sự hiểu được cái cậu nắm vốn dĩ không nên là đào mà phải là bút, cậu muốn vẽ mẫu thần. Từ đây, Mạnh Xuyên chính thức ngộ ra bí kỹ đồng thời đột phá cảnh giới. Mạnh Xuyên và Cát Ngọc sau đó uống rượu tâm sự tới sáng. Thực chất, Mạnh Xuyên chỉ là người sớm thứ hai ngộ được bí kỹ trong thế hệ trẻ của Đồng Minh Phủ sau một người trong Ngọc Dương Cung. Trước khi trở về, Mạnh Xuyên đặt cho bí kỹ mới cái tên Tam Thu Diệp. Vân Vạn Hải thần tôn của Vân gia tiết lộ một thông tin chấn động. Bà điên của Mạnh gia sắp chết rồi, Bạch Tam gia cũng nhận được tin, hắn lập tức lệnh Bạch Uy hành động. Mạnh Xuyên đang luyện võ thì Thất Nguyệt chạy vào thông báo, bên Từ Lâu có chuyện rồi. Ở Từ Lâu, Bạch Tam gia vừa ăn vừa phá hoại, với mục đích mua lại Từ Lâu của Mạnh gia bất chấp tiền phương quản gia đã từ chối. Thất Nguyệt và Mạnh Xuyên đẩy cửa đi vào, hai người gọi Bạch Tam gia là tên đầu heo làm hắn nổi giận, sai Bạch Uy xuất thủ. Thực lực của Bạch Uy đã đạt thoát thai cảnh hậu kỳ, nên trong chiến đấu, Mạnh Xuyên gặp rất nhiều khó khăn. Dẫu vậy, cậu vẫn tự tin cho rằng là sát bát pháp của Bạch Uy chính là cơ hội để rèn luyện thực chiến. Đứng bên ngoài, Bạch Tam gia liên tục thúc giục bộ Bạch Uy phải đánh nhanh thắng nhanh bằng cách kích hoạt căn cơ thần tồn. Các đòn đánh của Bạch Uy hiện tại đã có sức công phá lớn hơn, ép cho Mạnh Xuyên vào thế thủ. Xác định phải đánh bất ngờ, Mạnh Xuyên nhanh như chớp sử dụng bí kỹ mà cậu đã lĩnh ngộ trước đó để phản công. Trúng đòn, Bạch Uy lập tức gục ngã. Bạch Tam gia vì quá sợ hãi mà phải trốn xuống gầm bàn. Mạnh Xuyên chuẩn bị tra khỏi Bạch Tam gia nguyên do công kích vào Mạnh gia thì Mạnh Đại Giang gọi cậu về phủ. Thực chất, Vân Phù An gia chủ của Vân gia đang làm loạn ở Liệt Hỏa Điện. Hắn đòi hủy hôn ước của con gái với Mạnh Xuyên vì suy nghĩ Mạnh Tiên cô trọng thương sắp chết. Mạnh Xuyên lại có chủ ý khác. Cậu chủ động xé tờ hôn ước như một cách dằn mặt ngược lại đối phương. Trước khi về, Vân Phù An còn cảnh báo, đợi lão thái bà kia chết rồi, ta sẽ khiến Mạnh gia vĩnh viễn không bình yên. Vân Phù An vừa dứt câu thì Mạnh Tiên cô đứng sừng sững trước mặt. Vì hành động gọi người khác là bà già, Vân Phù An lập tức phải nhận cú tát như trời sáng. Trong khi đó, Bạch Tam gia đang xả giận bằng cách đấm bào cát. Đó vốn không phải bào cát bình thường mà là đựng Bạch Uy bên trong. Chưa dừng lại, Bạch Tam gia còn sẵn sàng đá cô ra cửa như một thứ đồ chơi. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, do Mạnh Tiên cô truyền âm gọi Vân Vạn Hải đến trách tội. Chưa chịu bỏ qua cho Vân Phù An dễ dàng, Mạnh Tiên cô kích hoạt thần tôn thể Viêm Lang Quân sẵn sàng chiến đấu. Vân Vạn Hải nhanh chóng gọi Ban Sơn Quân ra trợ giúp. Cuộc chiến giữa hai thần tôn thể tạo ra uy lực cực kỳ lớn. Mạnh Xuyên dù cách xa nghìn mét vẫn có thể cảm nhận được áp bức. Đứng trước quyết tâm có chết cũng phải kéo theo đệm lưng của Mạnh Tiên cô, Ngọc Dương cung chủ đành phải ra mặt can thiệp. Để không còn tranh đấu nội bộ, Lý Hoài Nam nhắc khéo, đại hội Tràm Yêu sắp tới, hai nhà Mạnh Vân có hạt giống nào tốt không? Gia tộc thần tôn mà không có con cháu kế tục thì nói gì tới uy danh gia tộc. Hiểu ra vấn đề, Mạnh Tiên cô và Vân Vạn Hải đều lần lượt rút lui. Trở về phủ, Mạnh Tiên cô thăm dò về nhân tài trong gia tộc để bồi dưỡng, vậy nhưng không có một ai ngộ được bí kỹ trước 18 tuổi. Từ đây, Mạnh Tiên cô thiết lập quy định mới, ai ngộ ra bí kỹ đầu tiên sẽ là hạt giống thần tôn của Mạnh Giang. Mạnh Xuyên ngồi vẽ tranh ở gian hầm bí mật thì đột nhiên đón nhận một cơn đau dữ dội. Bên trong không gian mi tâm, qua cầu ánh sáng đã biến đổi thành một đứa trẻ không có thực thể. Đặc biệt, không gian không chỉ biến hóa ra yêu quái mà còn có cả Bạch Uy và Cát Ngọc, hai người từng giao đấu với Mạnh Xuyên. Vừa hay, Mạnh Xuyên đang cần hai người họ để tập luyện. Đầu tiên là Bạch Uy, đứng dưới sức mạnh căn cơ thực sự, Mạnh Xuyên dễ dàng bị đánh bại trong một chiều. Điều này cho thấy cậu thắng trước đó vốn là do may mắn. Từ đây, Mạnh Xuyên có thêm mục tiêu mới là rèn rũa căn cơ thần tôn. Qua đó, cậu hướng vào phương pháp rèn rũa của Mạnh Tiên cô.
và đại hội Trạm Yêu sắp tới, cần phải thể hiện xuất sắc bản lĩnh trước cô tổ mẫu. 3 ngày sau, Mạnh Tiên Cô đang hướng dẫn hai sư đệ là trưởng lão của Mạnh sang luyện công. Sở dĩ Mạnh ra vắng vẻ là do các đệ tử trong tộc đã tới đạo viện tham gia vòng loại. Với tình hình hiện tại, Mạnh Tiên Cô lo ngại các đệ tử trong tộc vượt qua vòng loại cũng chỉ có thể làm bữa ăn cho người khác. Ở đạo viện, Mạnh Xuyên đang ngáp ngủ, cậu xuất trận đầu tiên và đối thủ không ai khác ngoài Bạch Quán. Dù mới trải qua một thời gian ngắn, vậy nhưng Bạch Quán đã đột phá thoát thai cảnh tiền kỳ. Điều này càng làm cho mọi người chắc chắn chiến thắng thuộc về Bạch Quán. Trận đấu bắt đầu, bất chấp Bạch Quán khiêu khích, Mạnh Xuyên vẫn ưu tiên né tránh và chưa có ý định rút đao khỏi vỏ. Đứng bên ngoài quan sát, Ngô Kỳ cho rằng cách biệt giữa hai người quá lớn. Vậy nên dù Mạnh Xuyên sử dụng lạc diệp đao cũng không thể bù đắp trừ phi cậu có bí kỹ. Trên võ đài, sau một hồi chưa chiếm được ưu thế, Bạch Quán nổi giận thì triển luân hồi thường trùng thức Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đây cũng là thời điểm Mạnh Xuyên rút đao cùng bí kỹ Tam Thu Diệp. Trận đấu kết thúc chóng vánh làm những người có mặt vô cùng bất ngờ. Một số lập tức đi về báo cáo với gia tộc. Tiếp theo, Cảnh Ngọc sắp xếp 10 đệ tử lên sàn so đấu với Mạnh Xuyên. Vốn dĩ đó là nguyện vọng của cậu sau khi ngộ được bí kỹ. Một trong số 10 đệ tử hùng hổ lao lên và lập tức bị Mạnh Xuyên đánh hạ. 9 người còn lại đồng loạt tấn công. Mạnh Xuyên thì sử dụng bí kỹ làm tốc độ mọi thứ xung quanh chậm xuống, đồng thời gia tăng tốc độ bản thân. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ 9 người đã bị Mạnh Xuyên xử đẹp mà chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tiếp theo, Mạnh Xuyên tiến tới thách đấu Ngô Kỳ. Bản thân Ngô Kỳ tưởng chừng sẽ ngộ được bí kỹ sau Mai Nguyên Trì, tuy nhiên hiện tại Mạnh Xuyên đã đi trước. Qua đó Ngô Kỳ chấp nhận thách đấu. Đầu tiên hai bên phổ diễn thực lực và Ngô Kỳ đã đạt thoát thai cảnh viên mãn, trong khi Mạnh Xuyên chỉ mới tẩy tùy cảnh. Đối diện với các đòn đánh đầy uy lực của đối thủ, Mạnh Xuyên mượn tốc độ của Tam Thu Diệp để né đòn lẫn tấn công. Rất nhanh, Ngô Kỳ đã bị áp chế bởi sức mạnh của bí kỹ. Vào thời khắc mấu chốt, Ngô Kỳ thi triển căn cơ thần tôn ám vân ba. Thấy đối thủ mạnh lên, Mạnh Xuyên phấn khích tung nhát chém vào người Ngô Kỳ. Ngô Kỳ dưới trạng thái ám vân ma thể thì các đòn đánh của Mạnh Xuyên đều vô tác dụng, kể cả cậu vận dụng Tam Thu Diệp. Hơn nữa với căn cơ thần tôn thì Ngô Kỳ còn làm cho bản thân mạnh hơn. Chiến đấu Mạnh Xuyên hoàn toàn thua thiệt, nhưng đổi lại cậu đã nhìn thấu điểm yếu đối thủ khi chỉ có thể đứng một chỗ duy nhất. Bây giờ Mạnh Xuyên mới phổ diễn ba chiêu thức của Tam Thu Diệp. Với đại phong tà, Mạnh Xuyên tạo một cơn gió lốc cuốn Ngô Kỳ vào bên trong. Tiếp theo, Mạnh Xuyên tung thức bí phiến họa thu phong giải quyết đối thủ. Ngô Kỳ gục ngã trong sự kinh hãi của những người chứng kiến. Kể từ giờ, cậu chính thức được mọi người tôn lên làm đại sư huynh của Kính Hổ Viện. Trong khi đó, mong ước được hủy hôn của Vân Thành Bình đã thành hiện thực. Chỉ là đối tượng hôn ước tiếp theo mà Vân Phù An sắp xếp cho con gái lại bất ngờ là Bạch Tam Gia. Hai người đang tự tin một chiến thắng tưng bừng cho Bạch Quán thì nhận được tin sốc, Mạnh Xuyên đã ngộ ra bí kỹ, hơn nữa còn đánh bại luôn Ngô Kỳ. Thông tin về Mạnh Xuyên tràn lan khắp các góc phố, Mai Nguyên Trì nghe được thì rất bình thản vì chưa bao giờ nghĩ rằng Mạnh Xuyên sẽ trở thành kình địch của mình. Còn về đại hội Trạm Yêu năm nay, Mai Nguyên Trì tự tin sẽ giành được hạng nhất. Chuyện cảnh về Mạnh Gia, Mạnh Đại Giang liên tục được các trưởng lão trong tộc chúc mừng vì đã sinh ra một người con trai tốt. Thậm chí Mạnh Viêm Bình gia chủ còn không giấu được vui mừng mà ngầm để Mạnh Đại Giang mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người trong thành. Bản thân Mạnh Xuyên thì được đích thân Mạnh Tiên Cô chỉ dạy. Đầu tiên, Mạnh Tiên Cô trồng viêm trùng vào trong cơ thể Mạnh Xuyên, biến cơ thể cậu như một cái lò để rèn giũa căn cơ thần tồn. Đó vốn là phương pháp đỉnh cao nhất từ nguyên sơ sơn mà yêu đan trong cơ thể yêu quái chính là nguyên liệu rèn giũa. Hiện tại, Mạnh Xuyên chưa đột phá thoát thai cảnh nên tạm thời chỉ có thể nghiên cứu. Trở về phòng, Mạnh Xuyên tiến vào không gian mi tâm và nhận thấy đứa bé đã lớn hơn. Đặc biệt mỗi lần giết yêu quái, bản thân cậu lại mạnh thêm. Sau khi giết một lượng lớn yêu quái, Mạnh Xuyên đột phá tẩy tùy cảnh viên mãn. Một lúc sau Thất Nguyệt tìm tới, cả hai cùng đến chỗ Mạnh Đại Sang ăn uống. 7 năm trước, Thất Nguyệt tới Mạnh Gia, hiện tại cô với Mạnh Đại Sang chính là hai người thân thiết nhất với Mạnh Xuyên. Thắp hương cho mẹ xong, Mạnh Xuyên cầm kiếm lên sẵn sàng cho đại hội Trảm Yêu. Trong khi đó, Bạch Tam Gia đang ngủ thì bị những xúc tu của kẻ đeo mặt nạ đánh thức. Hắn đề nghị Bạch Tam Gia cho thú cưng của mình vào đại hội Trảm Yêu với mong muốn những thiếu niên thiên tài đều phải chết. Kẻ đeo mặt nạ vừa mới rời đi thì Bạch Quán giận dữ phá cửa đi vào cùng câu hỏi: tại sao người đính hôn với Vân Thành Bình không phải là ta mà là người? Đại hội Trảm Yêu tập hợp các đệ tử của 3 gia tộc thần tôn lớn và 4 đạo viện. Trong số đó, Mạnh Gia xuất hiện cuối cùng. Thành Phong đại diện cho Ngọc Dương cùng phát biểu khai mạc. Phần thưởng cho người đứng đầu là một giọt thần tôn Ngọc Tủy Dịch. Thần tôn Ngọc Tủy Dịch sinh ra từ thần tôn qua đời, nó vô cùng hữu dụng trong việc rèn giũa căn cơ thần tôn. Đặc biệt đại hội Trăm Yêu mùa này còn cần người tham gia ký khế ước sinh tử. Trong khi mọi người đang suy nghĩ thì Mai Nguyên Trì tự tin bước lên ký kết đầu tiên. Tiếp theo là Mạnh Xuyên và một thiếu niên tóc trắng mang trên mình một thanh đại đao. Khế ước sinh tử được ký kết xong, Thanh Phong khai mở Ngọc Dương Động Thiên để tất cả đệ tử tham gia vào vùng đất thí luyện.
có người chân vừa mới chạm đất đã trở thành thức ăn cho lũ yêu quái hung ác. Ngục Dương Động Thiên có thiên, địa, huyền, hoang. Trong đó, lãnh địa cấp thiên có yêu quái mạnh nhất và hoang là yếu nhất. Yêu đàn yêu thú nhận được sau khi giết có thể mang tới trạm cung cấp đổi điểm tích. 3 ngày sau, người sở hữu điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng. Thất Nguyệt hiện tại đang ở lãnh địa cấp huyền. Những yêu thú bình thường căn bản chưa phải đối thủ của cô. Ngô Kỳ thì đang trong lãnh địa cấp địa săn giết yêu quái. Trong số đó lại có đệ tử mượn việc giết người khác để đoạt lấy yêu đàn. Thiếu niên tóc trắng hiện giờ đang nắm giữ hàng hải, trong khi Mai Nguyên Trì chém chệ ở vị trí số 1. Mạnh Xuyên ở lãnh địa cấp hoang thì đụng độ yêu bình cấp thấp, răng trùng yêu. Với bí kỹ Tam Thu Diệp, Đại Phong Ca, Mạnh Xuyên dễ dàng giải quyết răng trùng yêu bất chấp chúng có số lượng rất đông đảo. Số yêu đan vừa kiếm được, Mạnh Xuyên ưu tiên sử dụng cho việc tạo căn cơ thần tồn. Bạch Quang tới trạm cùng cấp đổi điểm và lập tức đột phá lên vị trí thứ 4. Điều này làm Bạch Tam Sa được thở lên sóng. Nhất là khi Mạnh Xuyên vẫn chưa có động tĩnh. Hiện tại, Mạnh Xuyên đang ở một nơi vắng vẻ mượn yêu lực của yêu đan để kích thích huyết mạch và kích thích sức mạnh thần tồn. Trải qua một quá trình đau đớn, Mạnh Xuyên tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra căn cơ thần tồn. Xác định yêu đan của yêu bình cấp thấp không còn hiệu quả, Mạnh Xuyên mang số còn thừa đi đổi điểm. Số lượng yêu đan quá lớn, sau đó ngay lập tức Mạnh Xuyên vươn lên hạng nhất bảng xếp hạng. Điều đó cũng đồng nghĩa cậu được tặng một tấm bản đồ của Ngọc Dương Động Thiên và 2 quả lôi chấn tử. Theo bản đồ, Mạnh Xuyên tiến vào khoang mặc đỏ, một trong các lãnh địa cấp thiên. Tại đây cậu đụng độ liêm trùng yêu, một loại yêu bình cấp cao có thực lực ngang với cao thủ thoát thai cảnh viên mãn. Lớp vỏ liêm trùng yêu rất cứng nhắc, đòn tấn công bình thường của Mạnh Xuyên hoàn toàn không thể công phá. Nhược điểm duy nhất có thể khai thác chỉ là chiếc đuôi. Liêm trùng yêu liên tục độn thổ chơi trò trốn tìm với Mạnh Xuyên. Đúng lúc khó khăn thì đứa bé trong không gian mì tầm giúp Mạnh Xuyên khai mở thiền nhãn. Khả năng cảm nhận xung quanh tăng vọt, làm Mạnh Xuyên trở nên linh hoạt. Sau cùng cậu kết liễu liêm trùng yêu bằng Tam Thu Diệp, đi phiến hỏa thu phòng. Đứa bé trong không gian mì tầm cũng nhắm mắt trở lại, giống như ban đầu. Cho rằng nên ưu tiên việc rèn giũa căn cơ thần tồn, Mạnh Xuyên liên tục săn giết các yêu quái xung quanh để lấy yêu đàn. Sau một ngày mệt mỏi, Mạnh Xuyên bất ngờ bị tấn công bởi Trương Sung, Phong Ương, Xuân Vũ và Liệt Dương. Chủ mưu chỉ đạo đằng sau thực chất là Bạch Quán. Trước đây Bạch Quán và Vân Thanh Bình vốn là thanh mai trúc mã, người đính hôn đáng nhẽ đã là Bạch Quán nếu Mạnh Xuyên không xuất hiện. Để đối phó với kẻ địch, Mạnh Xuyên để lộ thực lực thoát thai cảnh. Thế vậy, Bạch Quán nhanh chóng động viên đồng bọn giúp chúng lấy lại tinh thần. Với bí kỹ Tam Thu Diệp, Mạnh Xuyên hoàn toàn áp đảo đám tay chân của Bạch Quán. Bản thân Bạch Quán cũng phải dùng cơ thể để giữ Mạnh Xuyên cho thủ hạ làm phần việc còn lại. Đột nhiên Mạnh Xuyên biến mất, cậu nhảy lên không trung đồng thời đáp trả lại bằng lôi chấn tử. Sau vụ nổ tương đương với 100 quả lựu đạn, toàn bộ đám thủ hạ của Bạch Quán bỏ mạng. Bạch Quán bình yên vô sự quay lại công kích Mạnh Xuyên. Trong chiến đấu, Bạch Quán hoàn toàn không có cửa với Mạnh Xuyên, đi gió đánh cũng không lại, nhưng Bạch Quán vẫn hết lần này tới lần khác đứng dậy. Sở dĩ hắn cố gắng như vậy vì muốn cứu Vân Thanh Bình khỏi Bạch Tam Gia. Trong cuộc nói chuyện với Bạch Tam Gia trước đó, hắn sỉ nhục Bạch Quán vô dụng và cho anh cơ hội đính hôn với Vân Thanh Bình nếu giải quyết được Mạnh Xuyên. Xác định Vân Thanh Bình tuyệt đối không thể gả cho kẻ ác quỷ như Bạch Tam Gia, Bạch Quán một lần nữa đứng dậy. Chỉ là lần này anh lại bị giết hại bởi vô số mũi tên không rõ chủ nhân. Trong giây phút hấp hối, Bạch Quán cầu xin Mạnh Xuyên giúp mình cứu lấy Vân Thanh Bình. Mũi tên hạ sát Bạch Quán vốn đến từ nhóm đệ tử chuyên sẵn giết người khác để cướp đoạt yêu đan. Mục tiêu tiếp theo mà bọn chúng hướng tới chính là Mạnh Xuyên. Bị tấn công, Mạnh Xuyên bỏ qua Bạch Quán mà nhanh chóng đuổi theo kẻ địch. Người đầu tiên lộ diện đòi mạng Mạnh Xuyên tự xưng là sát thủ do Kim chủ nuôi. Trong khi đó, thi thể Bạch Quán lặng lẽ bị một thứ nào đó kéo vào trong bụi rậm thăm tối. Hạ Hầu Tùng có năng lực điều khiển phi kiếm cực kỳ khó chịu. Mạnh Xuyên đối phó bằng việc gia tăng khoảng cách với đối thủ. Ngay khi phi kiếm dừng lại, Mạnh Xuyên quay về trả đòn, tuy nhiên vẫn còn một Nguyễn Mật đứng đằng xa liên tục bắn tên quấy nhiễu. Rơi vào thế chống đỡ nhưng chân khí Mạnh Xuyên vẫn rất dồi dào, sau được chân nguyên bổ trợ. Cậu quay lại tung đòn hồi mã thương nhưng bị các dây tơ của Hạ Hầu Tùng ngăn cản. Bản thân Mạnh Xuyên cũng bị dây tơ khống chế. Thực chất, căn cơ thần tôn của Hạ Hầu Tùng chính là sức mạnh của sợi tơ. Nguyễn Mật và Trương Như Thượng giờ mới ra mặt. Chúng tiết lộ mình thuộc một tổ chức có tên là Thiên Yêu Môn. Lợi dụng lúc bị treo lên cao, Mạnh Xuyên thả xuống quả lôi chấn tử còn lại. Chỉ là Trương Như Thượng có năng lực ngừng động nên lôi chấn tử hoàn toàn bị hóa giải. Hạ Hầu Tùng nổi giận tăng cường dây vò buộc Mạnh Xuyên phải bộc phát sức mạnh, thoát khỏi các sợi tơ khống chế. Thấy trạng thái Mạnh Xuyên thay đổi, ba người Hạ Hầu Tùng, Nguyễn Mật và Trương Như Thượng cùng nhau liên thủ đẩy lùi. Tiếp theo, Hạ Hầu Tùng sử dụng dây tơ khống chế Lạc Diệp Đao, tạo điều kiện cho Trương Như Thượng chiến đấu cận chiến với Mạnh Xuyên. Ở bên ngoài, Nguyễn Mật đưa một lượng lớn yêu đan vào bên trong khẩu súng. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Tùng khởi động lồng giam cầm Mạnh Xuyên vào bên trong. Đứng trước sức công phá quá lớn từ yêu hống pháo của Nguyễn Mật,
trong đầu Mạnh Xuyên hiện lên hình ảnh những người thân nhắc nhở không được bỏ cuộc. Từ đây Mạnh Xuyên quyết định đánh cược khi mượn Trúc Dung cửu luyện để luyện hóa toàn bộ yêu đan. Mạnh Xuyên thành công thức tỉnh tư thái căn cơ, lôi đỉnh đạo hóa. Thế vậy, Nguyễn Mật tung đòn bắn tiếp theo, tuy nhiên tốc độ hiện giờ của Mạnh Xuyên đã quá nhanh, hứng cho một cú đấm cực mạnh, Nguyễn Mật lập tức phải bỏ mạng. Trương Như Thường trở thành nạn nhân tiếp theo sau khi cố gắng ở lại ngăn cản Mạnh Xuyên. Hà Hầu Tùng thì bị Mạnh Xuyên đâm một kiếm xuyên qua bụng. Trước khi chết, Hà Hầu Tùng cảnh báo mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, những bé yêu mà đại nhân đang nuôi sẽ giết sạch các người. Trạng thái lôi đình đạo hóa làm Mạnh Xuyên cảm giác bản thân giống như là hóa thân của sấm sét, chỉ là hiện giờ vẫn chưa nắm vững. Mượn sức mạnh sấm sét và tam thu diệp được cậu gọi là thần tốc. Ngày thứ ba của đại hội trảm yêu, Mạnh Xuyên bị một con hổ yêu tấn công. Hổ yêu có thể nói tiếng người, qua đó Mạnh Xuyên xác định nó thuộc yêu quái cấp tướng tương đương với cao thủ vô lậu cảnh. Bất chấp điều đó, Mạnh Xuyên vẫn dễ dàng đánh gục hổ yêu bằng bi phiến hỏa thu phong cải và lôi đình đại thiệt. Hổ yêu bất ngờ đứng dậy sau khi thức tỉnh huyết mạch yêu vương. Tốc độ và sức mạnh hổ yêu tăng lên gấp đôi, tuy nhiên tốc độ của Mạnh Xuyên vẫn chiếm ưu thế. Chỉ là hổ yêu lại có năng lực làm choáng nên Mạnh Xuyên nhanh chóng bị khống chế. Hổ yêu chuẩn bị tung đòn chí mạng thì đột nhiên bị ai đó tấn công. Nhân cơ hội Mạnh Xuyên thoát khỏi khống chế, người tấn công hổ yêu thực chất là thiếu niên tóc trắng, Yến Tẫn. Hổ yêu quay trở lại và lập tức bị Yến Tẫn đẩy lùi. Những giây phút tiếp theo, Yến Tẫn hoàn toàn áp đảo làm Mạnh Xuyên phải thốt lên, mạnh thật đấy. Trong kiếm thuật của Yến Tẫn đã đạt tới trình độ mượn lực đánh lực, nhưng sức mạnh của hổ yêu không hề dễ mượn. Mạnh Xuyên đề nghị hỗ trợ, tuy nhiên Yến Tẫn từ chối. Anh thì triển căn cơ thuật làm cơ thể hổ yêu mất trọng lực trước khi tung các nhát chém quyết định. Tưởng chừng hổ yêu đã bỏ mạng, nhưng không, nó tiếp tục thức tỉnh lần thứ hai. Yến Tẫn và Mạnh Xuyên nhận ra vấn đề nên lập tức ngăn cản. Rất tiếc họ vẫn chậm hơn một bước khi để hổ yêu thức tỉnh yêu vương kỹ tái sinh siêu tốc. Đến bây giờ thì cả hai đã phải liên thủ. Mạnh Xuyên phụ trách cầm chân, trong khi Yến Tẫn tìm cách chặt đầu hổ yêu. Từ đầu của hổ yêu rơi ra yêu đàn, cả hai đều muốn nhường cho đối phương, tuy nhiên Yến Tẫn lại nhanh hơn một bước khi đưa vào miệng Mạnh Xuyên. Theo anh, một tên gà mờ mới đúc được căn cơ thần tồn thì không nên khước từ. Ngay khi Yến Tẫn rời đi, Mạnh Xuyên tiến hành củng cố căn cơ. Dù đã hấp thu toàn bộ yêu đan, vậy nhưng Mạnh Xuyên vẫn chưa nắm giữ lôi đình đạo hóa hoàn toàn. Đặc biệt, Mạnh Xuyên còn bị yêu lực phản phệ. Cảnh tượng người thân bị yêu quái sát hại liên tục hiện lên trong đầu làm cậu bất tỉnh. Đứa bé trong không gian mi tâm một lần nữa mở mắt, ngăn chặn luồng yêu lực thôn phệ. Bản thân đứa bé cũng tiến hóa, Mạnh Xuyên thì mở được lĩnh vực toàn khai. Nhận thấy khí tức hồi yêu để lại ở phía trước, Mạnh Xuyên lập tức đuổi theo. Thi thể của Hạ Hầu Tùng, Nguyễn Mật và Trương Như Thược cũng bị kéo đi giống như Bạch Quán. Hai ngày trôi qua mà đã có hơn 10 người không thay đổi điểm tích lũy. Ở trong động thiên, Mạnh Xuyên đuổi tới tế đàn có thi thể Tạ Tuyền bị trói bên trên. Đang nghi ngờ đây là một nghi thức khiến tế, đồng thời Mạnh Xuyên phát hiện Dương Đại Khánh rình rập bên ngoài. Hắn nói dối bản thân bị hổ yêu đả thương để rồi thừa cơ đâm lén sau lưng Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhanh tay hóa giải, từ đây sự thật Dương Đại Khánh là người của Thiên Yêu Môn được vạch trần. Dương Đại Khánh không những không hối hận mà còn chế nhạo con người yếu kém. Mạnh Xuyên xuống tay trừ hại thì lại bị xiềng xích của Mai Nguyên Chi ngăn cản. Dương Đại Khánh nhân cơ hội bỏ chạy, bất chấp Mạnh Xuyên cố gắng đuổi theo, Mai Nguyên Chi vẫn một mực dùng bùa chú ngăn chặn cậu, làm hại đồng môn. Để giải thích, Mạnh Xuyên dẫn Mai Nguyên Chi tới chỗ nghi thức hiến tế. Tiếp theo, Mạnh Xuyên yêu cầu Mai Nguyên Chi tiếp tục truy đuổi. Cả hai đuổi được một đoạn thì mất dấu. Từ những dấu vết trên hiện trường, Mạnh Xuyên khẳng định Dương Đại Khánh đã bị yêu quái bắt đi. Lúc này, Dương Đại Khánh bị đưa tới một hang động tăm tối. Thi thể của mọi người đều được tập hợp tại đây. Thay vì sợ hãi, Dương Đại Khánh lại đột nhiên phấn khích vì hắn nhận ra đây mới thực sự là cục cưng của Thiên Yêu Môn. Mạnh Xuyên và Mai Nguyên Chi truy đuổi đến cửa hang động thì Yến Tẫn cũng có mặt. Xác định bên trong tồn tại một yêu quái rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả hồ yêu. Hơn nữa, người nào giết được sẽ đứng đầu, qua đó cả ba quyết định chia ra hành động. Dọc đường di chuyển, họ đụng độ và xử lý rất nhiều nhện yêu. Mạnh Xuyên vào đến một ngã ba, cậu dùng lĩnh vực cảm chi kiểm tra thì phát hiện yêu khí tồn tại ở lối đi ngoài cùng bên phải. Ở phía bên trong trung tâm chính là hang ổ của Chi Chu Yêu Hậu. Phát hiện có người xâm nhập trái phép, Chi Chu Yêu Hậu gầm lên cảnh cáo. Mạnh Xuyên nhắm vào cái thai của Chi Chu Yêu Hậu, tuy nhiên Ngô Kỳ và Thất Nguyệt lại ngăn cản với một ánh mắt vô hồn. Rơi vào tình thế tự tàn sát lẫn nhau, Mạnh Xuyên phá giải cục diện bằng cách hướng mũi tấn công vào Chi Chu Yêu Hậu. Có điều lớp phòng ngự yêu hậu quá mạnh, dẫn tới thành đào vỡ nát, bản thân Mạnh Xuyên cũng gặp nguy hiểm. Đúng lúc đó, xiềng xích của Mai Nguyên Chi kéo cậu ra ngoài. Mũi tên của Thất Nguyệt đã bắn hết, nên Chi Chu Yêu Hậu phải gọi thêm đám nhện yêu hỗ trợ. Mạnh Xuyên lo ngại Thất Nguyệt và Ngô Kỳ bị khống chế lâu sẽ tổn hại thần hồn. Cậu muốn Mai Nguyên Chi giúp đỡ và được anh cho biết có một cách là xâm nhập vào thức hải Chi Chu Yêu Hậu để đánh vào thần hồn. Đổi lại việc xâm nhập sẽ làm bản thể rơi vào trạng thái ngủ say.
Vừa dứt câu, Mai Nguyên Chi thi triển căn cơ thuật kiến, thành không nghịch triển khai, đưa thần hồn tiến vào thức hải chi chủ yêu hậu. Ở bên ngoài, Mạnh Xuyên dốc hết sức lực bảo vệ nhục thân cho người đồng đội. Bên cạnh đám nhân yêu, phe chi chủ yêu hậu còn có thêm Ngô Kỳ và Thất Nguyệt. Mạnh Xuyên cần người hỗ trợ, tuy nhiên hiện tại Yến Tẫn đang bị lạc đường. Mũi tên của Thất Nguyệt lẫn Ngô Kỳ cùng một lúc lao tới, làm Mạnh Xuyên gặp khó trong việc ngăn chặn. Cậu quay lại đằng sau nhìn Mai Nguyên Chi và bất ngờ kích hoạt vòng bảo vệ Minh Kính Thương Đàm. Qua đó, mũi tên của Thất Nguyệt và Ngô Kỳ cũng lần lượt được cậu hóa giải. Cùng thời điểm, Chi Chu yêu hậu gầm lên đau đớn trước khi gục xuống. Hai người Thất Nguyệt và Ngô Kỳ được xóa bỏ huyễn thuật. Trước đó, Mai Nguyên Chi tiến vào thức hải Chi Chu yêu hậu và bị nó vây khốn trong lưới nhện. Anh sau đó thoát thân bằng bùa chú, đồng thời kích hoạt tư thái căn cơ Hồ Vĩ Đạo Thần. Chi Chu yêu hậu cũng không kém cạnh, nó lệnh cho đám nhện yêu đồng loạt tấn công Mai Nguyên Chi. Với những chiếc đuôi của mình, Mai Nguyên Chi nhanh chóng giải quyết được đợt công kích đầu tiên. Tiếp theo, Mai Nguyên Chi thi triển căn cơ thuật Hồ Thiên Thương Hồ, hóa lớn những chiếc đuôi của mình, sau đó thành công đẩy lui toàn bộ. Lo ngại Mai Nguyên Chi tương lai sẽ trở thành đại địch của yêu tộc, Chi Chu yêu hậu quyết định chơi lớn khi để lộ bản thể thần hồn trong thức hải. Hàng loạt thiên thạch lửa rơi xuống, nhưng Mai Nguyên Chi vẫn rất bình tĩnh. Anh tiến hành nghi lễ trước bia mộ hồ yêu nhằm gọi ra cửu vĩ. Cửu vĩ xuất hiện, nó ngay lập tức cắn nát thần hồn của Chi Chu yêu hậu. Thần hồn Mai Nguyên Chi trở về nhục thân trong tình trạng kiệt sức. Mạnh Xuyên bước tới chúc mừng người đồng đội sẽ đứng đầu trong đại hội trảm yêu. Mai Nguyên Chi không cho là vậy, số lượng nhện yêu Mạnh Xuyên giết được không ít. Hơn nữa Chi Chu yêu hậu còn chưa chết. Thay vì móc yêu đan đối phương ngay, Mai Nguyên Chi càng muốn biết tại sao Chi Chu yêu hậu có thể vào động thiền. Từ đây một giao dịch được hình thành. Mai Nguyên Chi chấp nhận thả chết cho con của Chi Chu yêu hậu và nhận được thông tin người của Ngọc Dương Cung đưa vào. Xác nhận mọi thứ chính xác, Mai Nguyên Chi tính thực hiện lời hứa và chính điều này đã làm anh phải trả giá. Con của Chi Chu yêu hậu đột nhiên thức giấc, đoạt mất một tay một chân của Mai Nguyên Chi. Đặc biệt với yêu đan của người mẹ trên tay, tiểu Chi Chu còn muốn phá hủy tất cả để trả thù. Thấy vậy, Mạnh Xuyên nhanh tay đưa Thất Nguyệt và Ngô Kỳ vào trong vòng Minh Kính Thương Đàm. Tiểu Chi Chu giận dữ lao lên. Cùng lúc đó, Lý Hoài Nam xuất hiện. Chỉ trong một nốt nhạc, đầu của tiểu Chi Chu đã lìa khỏi cổ. Tiếp theo, Lý Hoài Nam đưa Mạnh Xuyên ra ngoài, đồng thời tuyên bố cậu là người đứng đầu đại hội trảm yêu. Đại hội trảm yêu kết thúc, Thất Nguyệt được đưa về hồi phục. Trong khi đó, kẻ đeo mặt nạ Lý Tiếu Tiếu quay lại động thiên để hồi sinh con trai tiểu Chi Chu. Nửa tháng sau, Mạnh Xuyên được Cảnh Ngọc chỉ điểm về đào thế, tầng cảnh giới tiếp theo của đào pháp. Đây cũng là bài học cuối cùng của Mạnh Xuyên ở Kính Hổ Viện. Trở về Mạnh Phủ, Mạnh Tiên Cô quyết định tặng thêm cho Mạnh Xuyên một giọt thần tôn ngọc tùy dịch, cùng hy vọng có nó cậu sẽ đủ năng lực để so với các thiên tài ở vương đồ. Hoàn thành quá trình hấp thu, sức mạnh sấm sét của Mạnh Xuyên tăng lên hơn 10 lần. Cậu bây giờ đã có thể nắm giữ hoàn toàn lôi đình đạo hóa. Bản thân trước kia trọng thương nên Mạnh Tiên Cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào Mạnh Xuyên. Điều đó được thể hiện qua việc bà sẵn sàng tặng Mạnh Xuyên bội đao của cô tổ phụ dưới cái tên Thiên Thu Đao. Tiếp ngay sau đó, Mạnh Xuyên có một cuộc so tài với thiếu niên tóc trắng Yến Tẫn. Hai người vừa giao đấu vừa nói chuyện về tình trạng của Mai Nguyên Chi. Mạnh Xuyên đã ngộ được lôi đình hóa hình nên Yến Tẫn hiện tại không còn là đối thủ. Thất Nguyệt có mặt đòi Yến Tẫn nhà người. Theo lời của Thất Nguyệt thì trong nửa tháng Yến Tẫn đã thua Mạnh Xuyên 3 lần. Mạnh Xuyên và Thất Nguyệt sau đó cùng nhau trở về nhà. Biết Mạnh Xuyên đã tặng Tuấn Mã đồ thứ mà mình muốn có trong lúc say rượu, Thất Nguyệt lập tức thay đổi thái độ mà kéo theo Mạnh Xuyên đi dạo phố. Trong khi đó Yến Tẫn trở về tiếp tục rèn luyện đao pháp. Bạch Tam gia thì vô tư chơi đùa cùng các vợ bé bất chấp Bạch Quán vừa mất. Vân Thanh Bình bị phụ thần nhốt trong phòng để chuẩn bị cho đám cưới. Mai Nguyên Chi thành người tàn phế, anh lặng lẽ ngắm nhìn Ngọc Dương Cung đằng xa. Lúc sau ở Ngọc Dương Cung, Thanh Phong đang báo cáo về các cứ điểm của Thiên Yêu Môn trong Đông Ninh Phủ thì Mai Nguyên Chi đi vào. Anh vạch trần Thanh Phong là nội gián của Thiên Yêu Môn. Thực chất, Lý Hoài Nam sớm đã biết, ông không làm lớn chuyện vì muốn dụ Thiên Yêu Môn tóm khỏi một mẻ, bất chấp phải hy sinh một số thành phần. Đợi Mai Nguyên Chi rời đi, Lý Hoài Nam lệnh cho Thanh Phong thông báo cho hội Mạnh Xuyên, đại hội trảm yêu thực sự chuẩn bị bắt đầu. Mạnh Xuyên đi chơi về thì được Tam trưởng lão tặng một món di vật thần tôn có ẩn chứa truyền thừa bên trong. Dù đã thử qua nhiều cách nhưng Mạnh Xuyên vẫn chưa thể sử dụng. Cậu mang ra đập quả óc chó lại vô tình kích hoạt di vật, đồng thời bị đưa vào bên trong không gian truyền thừa. Tại đây, thần tôn chủ di vật hiện ra. Ông thích thú khi biết Mạnh Xuyên mới thoát thai cảnh mà đã có nguyên thần. Để biết được nguyên thần là gì thì Mạnh Xuyên phải vượt qua bài kiểm tra. Cùng lúc đó, một Mạnh Xuyên khác xuất hiện tấn công Mạnh Xuyên. Những thứ Mạnh Xuyên biết thì Mạnh Xuyên giả đều biết. Thần pháp và đao thuật Mạnh Xuyên không thể sử dụng. Đặc biệt, Thiên Thu Đao lúc dùng được lúc lại không. Điều đó làm Mạnh Xuyên gặp rất nhiều thua thiệt. Trong một lần nhìn thấy bóng ngược, Mạnh Xuyên bắt đầu nghi ngờ dưới nước còn có không gian khác. Rất nhanh Mạnh Xuyên đã ngộ ra bản thân đang chìm vào trong huyễn cảnh cổ trắng.
Tiếp theo tới lượt Mạnh Xuyên trả đòn, cờ mượn ánh đao để tạo nền trăng, mượn ánh trăng để tạo huyễn cảnh. Bây giờ đến lượt Mạnh Xuyên xả rơi vào ảo ảnh và bị đánh bại. Chiêu thức đó vốn có tên là Sao Lạc Nguyệt. Câu hỏi của Mạnh Xuyên được trả lời, nguyên thần là sức mạnh mà thần tôn cũng chưa chắc đã có. Nguyên thần của cậu chính là đứa bé, trên người nó nắm giữ thần không chi lực. Sau cùng chủ sinh vật đề nghị sẽ tặng toàn bộ sức mạnh, đổi lại nguyên thần phải giúp mình vượt qua con sông dài đó. Mạnh Xuyên vừa tỉnh lại thì Tiền Phương hốt hoảng chạy vào thông báo, Ngọc Dương Cung phái người tới gọi cậu và Thất Nguyệt tham gia đại hội trảm yêu. Ngoài hai người còn có thêm Yến Tẫn, mục tiêu của bọn họ là Thiên Yêu Môn, thế lực yêu tộc xây dựng trong Thương Nguyên giới. Bên dưới tòa biệt viện Nhàn Thạch Uyển nằm ở phía bắc Đông Linh Phủ, chính là cứ điểm luyện đan của Thiên Yêu Môn. Bọn chúng buôn bán rượu linh đan, loại đan dược giống như mai thúy. Bao nhiêu người táng ra bại sản mà vẫn chạy theo nó. Rượu linh đan được làm từ thịt yêu quái, máu của thiếu nữ xinh đẹp và đặc biệt là mạng người còn sống. Cuộc đột kích vào Nhàn Thạch Uyển bắt đầu. Với những tội ác mà tổ chức này gây nên, Mạnh Xuyên và Yến Tẫn nhanh chóng hủy diệt những kẻ bên trong hang ổ. Lò luyện đan sau đó cũng bị hai người phá hủy. Tin tức có người đánh vào ngay lập tức được truyền báo cho phó đường chủ. Trong khi đó, Yến Tẫn giải cứu được một cô gái tên là Hồng Vũ. Mạnh Xuyên thì một mình đi vào bên trong. Tại đây, cậu phát hiện và thả các thiếu nữ bị Thiên Yêu Môn bắt giam. Hồng Tường là một trong số đó. Cô bị cắt gân chân nên Mạnh Xuyên phải cõng ra ngoài. Dọc đường, Hồng Tường luôn có những cử chỉ thân mật hơn bình thường. Thất Nguyệt cảnh gác bên ngoài, đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét đau đớn. Âm thanh đó vốn phát ra từ miệng của người phụ nữ bị Bạch Tam gia đánh đập. Thất Nguyệt xông vào cứu người, tuy nhiên cô sớm đã bất tỉnh do sợ hãi. Thất Nguyệt giận dữ phóng hỏa đốt căn phòng, đồng thời hướng mũi tên về phía Bạch Tam gia. Mũi tên sau đó bị Bạch Uy ngăn cản. Từ đây một trận ác chiến giữa Thất Nguyệt và Bạch Uy bắt đầu. Vừa chiến đấu, Thất Nguyệt vừa tìm cách đuổi theo Bạch Tam gia. Dẫu vậy thì Bạch Uy luôn bám sát phía sau, quyết tâm buộc phải giết chết Bạch Tam gia của Thất Nguyệt quá lớn. Cô dứt khoát sử dụng Liệu Nguyên Hỏa bắn lùi Bạch Uy. Thất Nguyệt có cơ hội tiếp theo giải quyết Bạch Tam gia nhưng một lần nữa bị Bạch Uy cản lại. Bạch Uy thi triển căn cơ thuật là sát bát pháp bích hỏa luân hồi để hỗ trợ chiến đấu. Trong trạng thái này cô rất mạnh, tuy nhiên Thất Nguyệt khôn khéo hơn khi sử dụng Ngũ Huyền Phi Xương Cầm Trần. Bạch Uy vẫn tiếp tục quấy phá, chỉ là hiện tại cô đã không thể công phá lớp phòng ngự của Thất Nguyệt, để rồi bị Thất Nguyệt bắn gục. Tiếp đà thắng lợi, Thất Nguyệt tung bí kỹ Cửu Thiên Chi Thượng Phi Tinh Nguyệt nhắm vào chiếc xe ngựa của Bạch Tam gia. Chuyển cảnh về Nhàn Thạch Uyển, Cao Lão Tam phó đường chủ Thiên Yêu Môn xuất hiện. Hắn tấn công Yến Tẫn bằng cách phóng các khúc xương giống như phi tiêu. Sau một hồi đỡ đòn, Yến Tẫn không may bị Diệt Tuyệt Cốt đánh trúng. Điều đó làm sự sống trong cơ thể Yến Tẫn không ngừng lụi tắt. Anh sử dụng căn cơ thuật lưu tình trụy phản đòn, cũng chưa thể làm khó Cao Lão Tam. Trong tình thế nguy cấp thì Mạnh Xuyên trở về. Cậu trước đó vừa giải quyết Hồng Tường, sán điệp của Thiên Yêu Môn. Đứng trước đối thủ quá mạnh, Yến Tẫn lần thứ hai đề nghị Mạnh Xuyên hợp tác. 1-2, tuy nhiên Cao Lão Tam không hề tỏ ra kém cảnh. Bước ngoặt chỉ tới khi Mạnh Xuyên sử dụng đại phong to tạo nền móng cho Yến Tẫn tung loạn phi tinh đánh ngã Cao Lão Tam. Tưởng chừng đã có một chiến thắng, nhưng không. Mạnh Xuyên bất ngờ bị bàn tay mà cậu chém trước đó của Hồng Tường găm vào ngực. Thân hồn của Thiên Yêu Môn là một thể, sau đó một người chưa chết thì đồng nghĩa người còn lại vẫn sống. Yến Tẫn chứng kiến mà nổi giận, anh cởi bỏ mặt nạ làm mái tóc chuyển thành màu đỏ. Cùng lúc đó Mạnh Xuyên bình yên vô sự đứng dậy. Cao Lão Tam vội vã khởi động bạo lần sát trận, nhưng Mạnh Xuyên trong trạng thái căn cơ lôi đình đạo hóa vẫn quá mạnh. Mọi đòn công kích của Cao Lão Tam đều vô dụng. Hơn nữa điều mà Cao Lão Tam luôn tự hào là cơ bắp chắc như thép hay xương cứng như sắt cũng bị Mạnh Xuyên giải quyết với bí kỹ Giao Lạc Nguyệt. Hướng chọn sức ép của cả mặt trăng đè xuống, thân hồn Cao Lão Tam tan biến, nhục thần cũng vì đó mà gục ngã. Sáng hôm sau, Mạnh Xuyên tỉnh lại trong vòng tay của Thất Nguyệt. Trước đó cậu cố chấp tiến vào trạng thái căn cơ nên đã vắt kiệt thần tôn chi lực. Ở đằng xa Bạch Tam gia bị bắt vì tội câu kết với Thiên Yêu Môn, có điều hắn vẫn huênh hoang mình là người của Bạch gia thần tôn. Chưa dừng lại, Bạch Tam gia còn thách thức Mạnh Xuyên sẽ quay trở lại. Trải qua đại hội trảm yêu vừa rồi, ba người Mạnh Xuyên, Thất Nguyệt, Yến Tẫn được Lý Hoài Nam trao cho tư cách lên Nguyên Sơ Sơn tuyển chọn. Chỉ là chuyện câu kết Thiên Yêu Môn, Lý Hoài Nam nhắc nhở, chuyện không nên nhúng tay vào thì đừng nhúng tay. Cả ba vừa mới rời khỏi Ngọc Dương Cung thì đụng mặt Bạch Tam gia đã được thả. Hắn cho biết đêm nay sẽ cưới Vân Thanh Bình, đêm mai sẽ chơi Thất Nguyệt. Mạnh Xuyên giận dữ rút đao tính xuống tay với Bạch Tam gia, thì một luồng uy áp lập tức sáng xuống. Sức mạnh đó vốn đến từ Lý Hoài Nam. Yến Tẫn cũng muốn giúp Mạnh Xuyên nhưng bị Mai Nguyên Chi kéo lại vì quan điểm Đông Ninh Phủ cần thần tôn của Bạch gia. Thất Nguyệt bất mãn hơn cả, cô dâng cung lên chuẩn bị cho đòn bắn đoạt mạng Bạch Tam gia. Đúng vào giây phút quyết định thì Mạnh Xuyên bất ngờ đánh ngất Thất Nguyệt. Cậu cõng Thất Nguyệt đi về một cách thất thần và bắt gặp ông lão quân nhân giải ngũ bị mất một tay một chân.
Ông lão tuy ở chiến trường nhưng chưa từng gặp thần tồn. Trước kia khi trấn thủ ở Ải Thấm Dương, lão cùng với những người đồng đội dựa vào sức mình mà cầm chân đại quân yêu tộc cho tới khi thần tồn tới. Từ đây Mạnh Xuyên ngộ ra, bảo vệ Thương Nguyên giới không chỉ có thần tồn mà còn có cả những người bình thường. Mạnh Xuyên chính thức lĩnh ngộ Lôi Đình Xuất Sáo, làm bầu trời nổi sấm chớp. Nhanh như chớp, cậu hướng về phía Bạch Phủ với một quyết tâm vô cùng lớn, cùng với bức tranh dáng vẻ của chúng sinh trên tường thành. Tại phòng Tân Hồn, nước mắt Vân Thanh Bình đã rơi khi nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Tam Gia. Cùng lúc đó Mạnh Xuyên có mặt, lớp phòng hộ bảo vệ Bạch Tam Gia do Lý Hoài Nam thiết lập được khởi động. Bạch Tam Gia được đà càng thêm chế nhạo Mạnh Xuyên, hắn phấn khích mở cửa chuẩn bị cho màn động phòng. Trong khi đó, dưới sức công phá quá mãnh liệt, lớp phòng hộ dần dần để lộ vết nứt trước khi bị Mạnh Xuyên phá hủy hoàn toàn. Bản thân Bạch Tam Gia phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Cởi lớp khăn che mặt của Vân Thanh Bình xuống, Mạnh Xuyên lặng lẽ bước ra ngoài chấp nhận chịu trói. Lời hứa với Bạch Quán là cứu Vân Thanh Bình, cậu đã làm được. Trước cái chết của Cao Lão Tam, thay vì đau buồn, Lý Tiếu Tiếu lại rất phấn khích. Hắn tự nhủ sẽ phải có một buổi hẹn với người được gọi là Tiểu Hồ Điệp. Trong phòng giam, Mạnh Xuyên chăm chỉ luyện tập đao thế với vô số vết chém trên tường. Mạnh Tiên Cô phá cửa đi vào, ngoài trách mắng Mạnh Xuyên đã gây rắc rối lớn, bà còn ngầm ám chỉ Mạnh Xuyên đã được Ngọc Dương Cung chủ tha tội. Mạnh Xuyên ra ngoài trong vòng ôm của Thất Nguyệt, phụ thân cậu Mạnh Đại Giang và hai người bằng hữu Mai Nguyên Trì, Yến Tấn cũng có mặt. Vân Thanh Bình thấy Mạnh Xuyên đã bình an nên lặng lẽ rời đi. Bên cạnh đó, Lý Tiếu Tiếu cũng âm thầm quan sát từ xa. Mạnh Xuyên, Mai Nguyên Trì và Yến Tấn cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Xác định bản thân khó trở thành thần tồn, Mai Nguyên Trì cho biết mình chuẩn bị ra biên giới phục dịch. Ngoài giết yêu, ở đó có thể sẽ có cách giúp anh khôi phục lại thường thế. Đột nhiên, một luồng ánh sáng vụt qua, Mạnh Xuyên lập tức sử dụng lĩnh vực cảm giác kiểm tra. Tại một căn nhà dân, hai huynh đệ Huyết Vân Đạo vừa lắp đặt một mấu trận pháp. Lúc sau giọt máu rơi xuống, làm pháp trận kích hoạt. Mạnh Xuyên tìm đến thì nơi đây đã mở ra một cánh cổng không gian, đặc biệt yêu quái cũng đã xuất hiện. Phân tích lại vấn đề, Mạnh Xuyên nhanh chóng có câu trả lời. Thiên yêu môn vẫn chưa diệt hết, dựa vào khí tức để lại, Mạnh Xuyên tìm đến hai huynh đệ Huyết Vân Đạo. Được Mạnh Xuyên hỏi về lai lịch mấu trận pháp, bọn chúng không những không trả lời mà còn giễu cợt ngược lại. Chính điều đó đã khiến Lão Tam phải mất mạng dưới lưỡi đao của Mạnh Xuyên. Triệu Sán kích hoạt căn cơ thần tồn tiền huyết chi lực, công kích Mạnh Xuyên nhưng bị hóa giải. Tiếp theo Triệu Sán sử dụng máu của Lão Tam để tạo nên vũ khí cho mình. Với tốc độ của thần tốc, Mạnh Xuyên hoàn toàn áp đảo đối thủ. Chưa dừng lại, Mạnh Xuyên còn vận dụng Giao Lạc Nguyệt chặt đứt cánh tay trái của Triệu Sán. Triệu Sán run rẩy sợ hãi khai được Thiên Yêu Môn thuê làm việc và địa điểm tập hợp ở khu bò hoang ở sườn núi Đông Thành để được thả chết. Chỉ là hành động giết 300 người ở quê nhà thì Mạnh Xuyên không thể bỏ qua. Từ thi thể Triệu Sán, Mạnh Xuyên thu được di vật thần tồn. Một lần nữa, cậu bị hút vào không gian bên trong. Mai Nguyên Trì từ biệt Nhất Chi Mai để lên đường đến biên giới. Anh đi được một đoạn thì Minh Nguyệt đuổi theo. Ngoài việc từ biệt, Minh Nguyệt còn nhắc về cách phục hồi tay chân. Lý Tiếu Tiếu xuất hiện ở đằng sau, hắn khẳng định mình có thể ban một cơ thể mạnh mẽ cho Mai Nguyên Trì nếu anh chịu đóng vai phản diện. Mạnh Xuyên tiến vào không gian truyền thừa, tại đây một con rồng khổng lồ lộ diện cùng với chủ nhân của di vật. Theo ông, truyền thừa chỉ dành cho cao thủ cấp tạo hóa ngưng tụ được nguyên thần. Mạnh Xuyên chỉ là thoát thai cảnh nhưng đã có nguyên thần nên ông cho cậu tư cách khiêu chiến thí luyện, tránh được Lôi Đình La Ải đầu tiên. Mạnh Xuyên tuy đã kích hoạt được trạng thái Lôi Đình Xuất Sáo, vậy nhưng chỉ né được một nửa tia Lôi Đình, phía trước vẫn còn 8 tia nữa. Xác định thực lực chưa đủ, Mạnh Xuyên quyết định ưu tiên chuyện xử lý Thiên Yêu Môn. Sơn núi Đông Thành chính là địa điểm tiếp theo cậu hướng tới. Tại căn cứ của Thiên Yêu Môn, đích thân Lý Tiếu Tiếu mang Diệu Linh Đan đến cho mộ Dung Du đường chủ. Từ việc Cao Lão Tam bị giết, Lý Tiếu Tiếu gợi ý mộ Dung Du dung hợp một thể với Cao Lão Tam để hắn thực sự biến thành Thiên Yêu. Bên cạnh đó, Mai Nguyên Chi đang ngâm mình trong biển máu. Ở sườn núi Đông Thành, Mạnh Xuyên đợi được kẻ giao dịch với Triệu Sán. Tuy nhiên, sự có mặt của Minh Nguyệt đã làm hắn bỏ chạy. Mạnh Xuyên và Minh Nguyệt sau đó đuổi theo đối phương ra ngoài thành. Bất chấp Mạnh Xuyên muốn hoạt động một mình, Minh Nguyệt vẫn đi theo hỗ trợ. Họ đối mặt với vô số yêu quái dọc đường trước khi đến căn cứ của Thiên Yêu Môn. Tiến vào bên trong, Mạnh Xuyên bị đám đầu sắt đánh hội đồng. Chúng làm mọi cách để bắt sống Mạnh Xuyên nhưng đều không thành công. Đổi lại với tốc độ của mình, Mạnh Xuyên gọn gàng chém đầu tất cả. Tưởng chừng nạn nhân sẽ là tên đầu sắt còn lại, tuy nhiên Mạnh Xuyên đột ngột chuyển hướng sang Minh Nguyệt. Cậu phát hiện Minh Nguyệt là người của Thiên Yêu Môn do yêu khí trên người. Minh Nguyệt cởi bỏ lớp áo để lộ một cơ thể màu xanh cùng vô số côn trùng bay ra. Vẻ ngoài gớm ghiếc như vậy mà Minh Nguyệt vẫn oán trách Lý Hoài Nam bị ổi. Đôi bên vừa chiến đấu vừa phản bác luận điểm của nhau. Theo Mạnh Xuyên, yêu vẫn là yêu. Nếu Minh Nguyệt đủ tư cách đại diện cho thiên hạ thì hiện giờ Thiên Yêu Môn đã thành chúa tể thế giới. Đứng trước đòn quyết định, Mạnh Xuyên chuẩn bị cho Minh Nguyệt thì Mộ Dung Du lộ diện ngăn chặn. Sức mạnh của Mộ Dung Du vô cùng đáng gờm. Chỉ trong nháy mắt,
Mạnh Xuyên đã phải hứng chọn nhiều đòn đầu. Cậu bật trạng thái lôi đình đạo hóa phản công cũng vô dụng với hàm răng trên bụng đối thủ. Cuộc đấu tiếp tục, trên người Mộ Dung Du mọc thêm các xúc tu luôn hướng về phía Mạnh Xuyên. Sau khi dung hợp một thể với Cao Lão Tam thì cơ thể Mộ Dung Du gần như không bị tổn hại. Thua thiệt toàn phần, Mạnh Xuyên nhanh chóng bị đánh bầm dập. Cùng ý chí mạnh mẽ, Mạnh Xuyên một lần nữa đứng dậy và lần này thanh kiếm trên tay đã bị Mộ Dung Du đánh gãy. Bản thân Mạnh Xuyên cũng hứng chọn một đấm cực mạnh vào giữa bụng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh Xuyên nhanh tay kích hoạt di vật thần tồn để rút lui vào không gian truyền thừa. Tiến vào với một cơ thể trọng thương, vậy nhưng Mạnh Xuyên vẫn sẵn sàng tiếp nhận thử thách, bởi đó là cách nhanh nhất làm cậu mạnh hơn. Đón tiếp tia lôi đình đầu tiên, Mạnh Xuyên cố gắng gượng dậy và vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc. Thấy vậy, lão thần tôn quyết định chỉ điểm thiên thần pháp, giúp vận dụng sức mạnh nguyên thần. Từ đây sức mạnh của Mạnh Xuyên tăng lên 10 lần. Thay vì chống đỡ như trước đó, hiện tại Mạnh Xuyên đã có thể chém lôi đình. Hoàn thành thí luyện, Mạnh Xuyên trở lại trong trạng thái lôi đình đạo hóa màu vàng. Cậu lập tức thử nghiệm bộ đào pháp mới, lôi đình giáng thế lên người Mộ Dung Du và khiến hắn bay màu ngay lập tức. Minh Nguyệt đã bỏ chạy, tuy nhiên Mạnh Xuyên lại đối mặt với một đối thủ nguy hiểm hơn khác, mang tên Lý Tiếu Tiếu, kẻ đứng sau Thiên Yêu Môn. Mạnh Xuyên nổi nóng dùng vũ lực, vậy nhưng Lý Tiếu Tiếu nói không, hắn cho rằng mình ở đây không phải là để đánh nhau mà muốn tặng cho Mạnh Xuyên một bất ngờ. Món quà mà Lý Tiếu Tiếu mang đến làm Mạnh Xuyên phải giận dữ tra hỏi, ngươi đã làm gì hắn? Quay về cuộc nói chuyện giữa Mạnh Xuyên và Mai Nguyên Trì trước đó. Trong trận đánh với Trì Chu Yêu Hậu, Mai Nguyên Trì cho biết mình thi triển khiến thanh khâu ngược với bản thân, nên đó vốn là thế giới của anh. Trở về thực tại, Mai Nguyên Trì hóa yêu tấn công Mạnh Xuyên một cách vô thức vì thần hồn đã bị Lý Tiếu Tiếu giam cầm. Thứ bây giờ đang khống chế anh là Tiểu Trì Chu. Mạnh Xuyên nhắm vào Lý Tiếu Tiếu nhưng hắn không nghĩ cậu đủ tư cách. Hơn nữa còn có một Mai Nguyên Trì luôn quấy phá bên cạnh. Tiểu Trì Chu cũng rất gian xảo, nó điều khiển Mai Nguyên Trì không né đòn, làm Mạnh Xuyên không nỡ xuống tay. Xác định phải sớm giải thoát thần hồn cho Mai Nguyên Trì, Mạnh Xuyên quyết định mượn sao Lạc Nguyệt để kéo đối phương vào ảo ảnh. Thần hồn Mạnh Xuyên tiến vào thức hải của Trì Chu Yêu Hậu. Ở đây, Mai Nguyên Trì bị giam cầm trong quả trứng. Tiểu Trì Chu ra mặt đòi dùng mạng của Mạnh Xuyên và Mai Nguyên Trì cúng tế cho người mẹ đã mất. Nói là làm, Tiểu Trì Chu liên tục điều khiển các xúc tu nhắm vào Mạnh Xuyên. Đổi lại, Mạnh Xuyên cũng chọn Tiểu Trì Chu làm mục tiêu. Chỉ là lúc cậu tung đao thế cho đòn chí mạng thì sức mạnh nguyên thần cạn kiệt. Trước đó, một đạo thần hồn của Lý Tiếu Tiếu tiến vào thức hải Mạnh Xuyên, cắt đứt liên kết sức mạnh với nguyên thần. Mạnh Xuyên không còn sức mạnh nên nhanh chóng bị các xúc tu khống chế. Lý Tiếu Tiếu công kích nguyên thần nhưng phản tác dụng, khi nguyên thần lại có thể tiến hóa thành một người trưởng thành. Nguyên thần nhẹ nhàng tiến về phía Lý Tiếu Tiếu hỏi thăm: "Ngươi và nhà ta vì sao không cởi giày?" Đặc biệt, nguyên thần chỉ cần một cái búng tay, hàng vạn con bướm sáng bao quanh khiến thần hồn Lý Tiếu Tiếu bay màu. Có lại sức mạnh, Mạnh Xuyên thoát khỏi khống chế, cậu sử dụng lôi đình sáng thế và Tiểu Trì Chu, đồng thời giải cứu thần hồn Mai Nguyên Trì. Tiếp theo, cả hai có một màn kết hợp vô cùng mãn nhãn, khi đối đầu với Tiểu Trì Chu, buộc nó phải nhập vào trong quả trứng. Mai Nguyên Trì nhắc lại câu chuyện lúc trước và thi triển huyễn thuật lên người Mạnh Xuyên. Hiểu ra vấn đề, Mạnh Xuyên dứt khoát tung lôi đình đao thế tạo nên một lưỡi đao khổng lồ chém nát tất cả. Mạnh Xuyên sau đó tỉnh lại bên bờ biển thôn Lâm Giang và đó cũng là thức hải của cậu. Mai Nguyên Trì đứng bên cạnh đề nghị cùng nhau đá cầu. Cả hai có một khoảng thời gian rất vui vẻ trước khi ngồi xuống ngắm mặt trời lặn. Mai Nguyên Trì tâm sự anh sống cùng với mẹ, cha là quân nhân nên chưa bao giờ gặp. Trước lúc lâm chung, mẹ anh dặn dò phải cố gắng tu luyện để đánh ông một trận. Chỉ là bây giờ đã thành yêu nên không còn mặt mũi. Mượn lý do đó, Mai Nguyên Trì muốn Mạnh Xuyên giết mình. Mạnh Xuyên tỉnh lại với hai dòng nước mắt bởi thanh đao của cậu đã nằm trong lồng ngực người bằng hữu. Rất nhanh, Lý Hoài Nam, Yến Tẫn và Thất Nguyệt có mặt trước cổng. Lúc sau, Mạnh Xuyên bế thi thể Mai Nguyên Trì bước ra. Lý Hoài Nam cho phép Mai Nguyên Trì được vào từ đường Ngọc Dương Cung nhưng Mạnh Xuyên đáp lời: "Không xứng, cái thế gian ăn thịt người này không xứng." Mạnh Xuyên cứ thế đi về, cậu một mạch đưa Mai Nguyên Trì lên Kính Hồ Viện. Thi thể Mai Nguyên Trì sau đó được hòa táng trên mặt hồ ở Kính Hồ Viện trước sự có mặt của viện trưởng và toàn bộ đệ tử. Nhất Chi Mai thể hiện lòng trung thành khi cũng đi theo anh. Tất cả mọi người đã rời đi, Mạnh Xuyên ôm lấy Thất Nguyệt mà òa khóc. Lúc này có một Mai Nguyên Trì đang ngồi ngắm mặt trời lặn trong thức hải Mạnh Xuyên. Lý Tiếu Tiếu thì đã sẵn sàng với đại kế hoạch của mình với Đồng Ninh Phủ. Toàn bộ mấu trận pháp đặt trong thành đã được thanh phong thu hồi. Lý Hoài Nam nhẹ nhõm, cuối cùng mối họa Thiên Yêu Môn cũng kết thúc. 3 tháng sau, Mạnh Xuyên và Yến Tấn tiếp tục tỉ thí, tốc độ mà hai người thi triển đều vô cùng nhanh. Yến Tấn mang đến chiêu mới, Tuyền Tinh, tạo nên áp lực khủng khiếp. Mạnh Xuyên sử dụng lôi đình xuất sáo đối phó. Từ đây, cậu ngộ ra mấu chốt của ngưng đan. Nhân lúc còn nóng hổi, Mạnh Xuyên tiến hành ngưng đan và cậu đã thực sự thành công. Hai người sau đó ngồi trên mái nhà uống rượu, trải qua vô số chuyện cùng nhau, họ đều đã coi đối phương là bằng hữu. Chuyển cảnh về quán ăn, Thất Nguyệt và Yến Tẫn tranh cãi vì món ăn mặn ngọt.
Thế cục bị phá vỡ sau khi Mạnh Xuyên đề nghị đi xem hội họa đằng. Pháo hoa nổ dần trời, nhưng tất cả đều không biết có một lượng lớn mối trận pháp đang nằm ở giữa thành phủ. Mạnh Xuyên và Thất Nguyệt bị lạc yên tẫn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Mạnh Xuyên quyết định tỏ tình với Thất Nguyệt. Biết được tình cảm của Mạnh Xuyên, Thất Nguyệt vui sướng hẹn gặp riêng ở tường thành chúng tướng sinh. Mạnh Xuyên tính đuổi theo, tuy nhiên Lý Tiếu Tiếu đã đợi sẵn ở sau lưng. Mạnh Xuyên nổi giận lôi đình, cả hai lập tức có một màn truy đuổi trên khắp các mái nhà. Trong khi đó, Minh Nguyệt đã có mặt ở trung tâm thành phủ, hắn kích nổ yêu đan tạo nên một màn khói đen bao trùm mọi nơi. Các mối trận pháp sau đó cũng kích hoạt. Hàng loạt yêu tinh vì đó mà đồng loạt rơi từ trên trời xuống. Tại một nhà dân, yêu quái xuất hiện, buộc người cha phải làm mồi nhử cho hai mẹ con thoát thân. Thực chất, họ đã không còn nơi để chạy bởi xung quanh toàn là cảnh tượng yêu quái tàn sát. Ở Mạnh gia, tất cả các nam nhi trong tộc đều dốc sức chống đỡ giúp dân chúng rút vào ngục vô gian lánh nạn. Trên tường thành, binh lính cũng đồng loạt bị công phá, yêu quái cũng tấn công lên kính hồ viện. Tại đây, Ngô Kỳ lãnh đạo các đệ tử trong viện chiến đấu. Mạnh Xuyên xuất hiện nhanh như chớp, tiêu diệt tất cả các yêu quái cản đường. Cậu đang lo lắng cho Thất Nguyệt thì chạy ngang qua Bá Hống Thiên Vương. Áp bức mà yêu vương tạo ra có thể bẻ cong không khí, qua đó làm Mạnh Xuyên bất động tại chỗ. Mạnh Tiên Cô bất ngờ có mặt, tặng Bá Hống Thiên Vương một đấm cực kỳ mạnh, lệnh cho Mạnh Xuyên về nhà cầm đao lên chiến đấu xong. Mạnh Tiên Cô trực tiếp chọn Bá Hống Thiên Vương làm đối thủ. Độc Đàm yêu vương thì phải đối mặt với một thần tôn khác mang tên Vân Vạn Hải. Mạnh Tiên Cô vì thương thế nên chỉ để lộ thần tôn tướng thay vì biến thần tôn thể. Ở bên kia chiến tuyến, Vân Vạn Hải cũng không thể sử dụng thần tôn thể do tuổi già. Tại Ngọc Dương Cung, Lý Hoài Nam bình tĩnh uống rượu trước sự ghé thăm của Bạch Trầm yêu vương. Bạch Trầm yêu vương thất vọng vì thần tôn ở Đông Ninh Phủ, người thì bệnh tàn, người thì già yếu, người thì lại ích kỷ lạnh lùng. Cảnh tượng Đông Ninh Phủ càng thêm hoang tàn sau sự góp mặt của đại thống lĩnh yêu tộc Lan Dao. Hải Trư cũng càn quét khắp các con phố, lần này đã có Yên Tẫn chống lại, chỉ là anh vẫn quá nhỏ bé trước một đại thống lĩnh yêu tộc. Ở Kính Hồ Viện, Ngô Kỳ phải đối mặt với một đại thống lĩnh khác mang tên Nộ Mục. Chênh lệch về thực lực quá lớn làm Ngô Kỳ chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Trong khi đó, Man Trùy tiến đánh Mạnh Gia. Tam trưởng lão đứng lên chiến đấu nhưng nhanh chóng bị đàn áp. Tất cả những điều đó càng làm Bạch Trầm yêu vương thêm coi thường con người. Lý Hoài Nam thì đã nhận ra cái sai của mình. Trong cuộc chiến với Hải Trư, để bù đắp khoảng cách về thực lực, Yên Tẫn cởi bỏ mặt nạ. Anh như biến thành người khác, đồng thời tự đâm đao vào bụng để mang ra vũ khí có thân xác là vỏ, máu tươi là kiếm. Bên chiến trường Kính Hồ Viện, Cát Ngọc viện trưởng đã có mặt trợ giúp các đệ tử. Vẻ ngoài tuy già yếu nhưng khi bộc phát sức mạnh, Cát Ngọc lại có cơ thể vô cùng cường tráng. Ông đấm nát tòa biệt viện trước mặt để lộ hai thanh đao của mình hồi trẻ. Hơn nữa với kim cương bá thể, thân thể Cát Ngọc đã trở nên bất bại. Ông lão tàn phế, Trương Lập Tường cũng đứng lên chiến đấu. Bên cạnh lão còn có những người đồng đội thuộc lớp trẻ đang canh giữ ở các doanh trại. Tất cả đều có chung một quyết tâm, chết cũng không lùi. Lý Hoài Nam giờ mới xuất thủ, ông khởi động thần tôn thể Minh Ngọc Pháp Vương. Mạnh Xuyên trở về, cậu tung một đường kiếm giải quyết Man Trùy. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt giống như 10 năm trước, Mạnh Xuyên tự nhủ tất cả yêu quái đều đang chết. Xác định Thất Nguyệt đã ra ngoài, Mạnh Xuyên mang theo Thiên Thu Đao xuất phát. Giữa đường có bị ngăn cản bởi đám côn trùng của Minh Nguyệt. Quay về trận chiến giữa Cát Ngọc và Nộ Mục. Cát Ngọc sở hữu kim cang bá thể nên đòn tấn công vật lý bình thường đều vô dụng. Ông sử dụng đao thế kim phá tà thì Nộ Mục hoàn toàn bị đánh hạ. Trong trận chiến với Hải Trư, Yên Tẫn cũng bắt đầu áp đảo. Ở hình hài mới, Yên Tẫn vô cùng điên cuồng. Cùng với tốc độ, anh chém Hải Trư đến khi hắn tắt hơi thở cuối cùng. Bên cạnh đó, Lý Hoài Nam cũng chiếm thế thượng phong. Thế cục chỉ thay đổi khi Bạch Trầm yêu vương phản công. Liên tục trúng đòn, Lý Hoài Nam dần mất khả năng phản kháng trước khi bị chúng chiêu chí mạng. Ở ngoài thành thế trận cũng tương tự, Mạnh Tiên Cô vì thương thế nên dễ dàng bị Bá Hống Thiên Vương đánh trúng. Với ý chí tha làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, Mạnh Tiên Cô và Lý Hoài Nam đều cho lại một cách mạnh mẽ. Giống như quay trở lại thời điểm mạnh nhất, cả hai đồng loạt tung hai nhát chém chứa toàn bộ tâm huyết để rồi tiễn đối thủ xuống địa ngục. Nhận thấy các yêu vương đã thất bại, Lý Tiếu Tiếu lệnh Lan Dao giải quyết Thất Nguyệt. Hiện tại Mạnh Xuyên hoàn toàn áp đảo Minh Nguyệt. Độc Đàm yêu vương sau khi đánh bại Vân Vạn Hải cũng trở lại. Hắn nuốt chửng Minh Nguyệt để gia tăng sức mạnh. Uy áp mà Độc Đàm yêu vương tạo nên làm Mạnh Xuyên giống như bị vô số rắn độc bao quanh. Lần này cậu có thể tự mình thoát ra, tuy nhiên lôi đình giáng thế lại dễ dàng bị Độc Đàm yêu vương hóa giải bằng hai ngón tay. Độc Đàm yêu vương phóng xuất hai con rắn cùng nhắm vào Mạnh Xuyên, đồng thời sử dụng con mắt huyễn thuật tiếp tục khống chế tâm trí Mạnh Xuyên. Bất ngờ Mạnh Đại Giang trong trạng thái thần tôn luyện thể xuất hiện giải nguy. Với hai nắm đấm được hộ thể, Mạnh Đại Giang dễ dàng giải quyết những con rắn. Nhận thấy con mắt huyễn thuật của Độc Đàm yêu vương quá nguy hiểm, hai cha con chính thức có màn liên thủ đầu tiên. Ở một nơi khác, Thất Nguyệt trong thời gian tìm kiếm Mạnh Xuyên thì liên tục bị yêu quái tấn công.
Trong lúc bất cẩn, cô bị Lan Dao nuốt chửng nên phải tiêu tốn một số mũi tên để thoát thân. Có điều Lan Dao vẫn chưa chết, nó quay trở lại buộc Thất Nguyệt phải dùng hết sức lực phản kháng. Chân Nguyên cạn kiệt, sau đó Thất Nguyệt trực tiếp cầm mũi tên chống lại đám tiểu yêu quái. Lan Dao một lần nữa sống dậy, Thất Nguyệt bị bao vây trong khi mũi tên đã dùng hết. Thất Nguyệt cố gắng chống cự, trong bất lực. Trong lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thì ý chí muốn gặp được Mạnh Xuyên trỗi dậy giúp cô thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Nhận thấy khí tức Thất Nguyệt đang xa, Mạnh Đại Giang thúc giục Mạnh Xuyên nhanh chóng tới chỗ người yêu. Bản thân ông ở lại kích hoạt thần tôn tướng huyết chiếu sư tử để đối đầu với Độc Đàm yêu vương. Trong khi đó, Thất Nguyệt sử dụng bí thuật Thiên Truy Hỏa cho đòn bắn quyết định. Lan Dao trúng chiêu, nó vật lộn trong đau đớn trước khi tan biến. Lý Tiêu Tiếu tiếp tục điều khiển đám tiểu yêu nhắm vào Thất Nguyệt. Tuy nhiên với cơn mưa tần phong viêm vũ, cô đã giải quyết toàn bộ. Cùng lúc đó Mạnh Xuyên đến, nhân cơ hội Thất Nguyệt thổ lộ, ta cũng thích huynh. Tiếp ngay sau, cô cho Mạnh Xuyên một nụ hôn nồng cháy. Chỉ là niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì bất ngờ cả hai bị xúc tu của Lý Tiếu Tiếu đâm xuyên qua ngực. Thất Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay lên vớt mặt Mạnh Xuyên trước khi gục xuống. Tưởng chừng thứ mà Lý Tiếu Tiếu luôn chờ đợi sẽ xuất hiện. Vậy nhưng hắn làm mọi cách mà nguyên thần của Mạnh Xuyên vẫn không lộ diện. Tâm trí Mạnh Xuyên nhớ lại khoảnh khắc bên cạnh bảo vệ Thất Nguyệt. Từ đây Mạnh Xuyên bắt đầu đứng dậy, cậu thoát ra khỏi thần xác hiện tại với trạng thái nhập ma. Tốc độ và sức mạnh của Mạnh Xuyên tăng lên theo mức độ đau đớn. Tuy nhiên, bằng đó là vẫn chưa đủ để đánh bại Lý Tiếu Tiếu. Nguyên thần lặng lẽ tiến về phía Mạnh Xuyên động viên. Ta sẽ giúp người cứu cô ấy. Tiếp theo, Nguyên thần vận dụng thần không chi lực để quay ngược thời gian trở về thời điểm Thất Nguyệt chưa bị sát hại. Thay vì để Thất Nguyệt chủ động, lần này Mạnh Xuyên đã chủ động ôm Thất Nguyệt vào lòng. Biết trước sẽ bị đánh lén, Mạnh Xuyên buộc Lý Tiếu Tiếu phải hiện thần. Tiếp theo, Mạnh Xuyên đề nghị Thất Nguyệt về Mạnh Gia. Bản thân cậu ở lại trực tiếp giao đấu với Lý Tiếu Tiếu. Với Lôi Đình Diệt Đao Thế thức thứ hai, Lôi Đình Hí Hỏa, Mạnh Xuyên thành công chặt đầu Lý Tiếu Tiếu. Điều này vô tình giúp Lý Tiếu Tiếu thoát cái vỏ bọc mặt nạ, trở về bộ dạng quái vật. Vào 10 năm trước, Lý Tiếu Tiếu may mắn sống sót sau khi một mảnh xúc tu không bị hủy diệt. Hiện tại, Mạnh Xuyên vô cùng phẫn nộ bên cạnh một Lý Tiếu Tiếu gian xảo. Các xúc tu của hắn rất khó chịu, Mạnh Xuyên có thể đã bị khống chế nếu Thất Nguyệt không quay lại giải cứu. Một đánh hai, tuy nhiên, Lý Tiếu Tiếu không bị yếu thế. Thất Nguyệt gặp nguy thì Yến Tấn trong trạng thái tóc đỏ có mặt hỗ trợ. Lúc này Lý Tiếu Tiếu để lộ thân phận thực sự với trạng thái yêu vương cấp 3. Bộ ba Yến Tấn, Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên lập tức liên thủ chiến đấu và nhanh chóng phát huy tác dụng cho dù Thất Nguyệt cạn kiệt chân khí. Lý Tiếu Tiếu tưởng chừng đã phải bỏ mạng nhưng hắn bất ngờ quay trở lại. Mạnh Xuyên vì hỗ trợ Yến Tấn nên bị Lý Tiếu Tiếu đánh bay. Yến Tấn có thể đã trở thành nạn nhân tiếp theo nếu dấu ấn kiếm đạo pháp vực của Phong Vương Thần Tôn không kịp kích hoạt. Xác định không nên tiếp tục chọc vào Yến Tấn, Lý Tiếu Tiếu chuyển hướng sang Mạnh Xuyên. Thực lực chênh lệch hoàn toàn, qua đó Mạnh Xuyên một lần nữa bị Lý Tiếu Tiếu đâm xuyên qua bụng. Bất chấp nguyên thần đã nhắc nhở, chỉ có thần tôn mới giết được yêu tôn. Hơn nữa, thời không chi lực đã hao tổn phân nửa nên không thể quay về quá khứ. Mạnh Xuyên vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, cầu muốn nguyên thần đưa mình trong tương lai đến, cho dù sẽ mất đi tương lai. Rất nhanh các vết thương trên người Mạnh Xuyên đã hồi phục hoàn toàn. Tiếp theo nguyên thần đề nghị tất cả bây giờ hãy giao cho ta. Đứng bên cạnh, Lý Tiếu Tiếu phấn khích khi đạt được mục đích. Có điều sau đó hắn đã phải cứng họng bởi lời sỉ nhục của nguyên thần. Đúng là thứ sâu bọ, người bị ai giết cũng không rõ. Từ đây một sự thật khác được hé lộ, Lý Tiếu Tiếu vốn không phải bị nguyên thần giết mà là Bạch Niệm Vân, mẹ của Mạnh Xuyên. Lý Tiếu Tiếu đau đớn khi bị một ký ức giả đánh lừa suốt 10 năm. Ngoài ra nguyên thần cũng cho biết Bạch Niệm Vân có thể đã nhìn thấy tương lai nào đó. Bị nguyên thần đả kích, Lý Tiếu Tiếu quyết định đồng quy vu tận với cả Đông Ninh phủ. Nhận được hiệu lệnh của Mạnh Xuyên, nguyên thần lập tức sử dụng thần không chi lực đưa Mạnh Xuyên của tương lai đến. Mạnh Xuyên này vô cùng mạnh, chỉ với một chiêu, cậu đã chém bay Lý Tiếu Tiếu lẫn đám yêu quái trong Đông Ninh phủ. Cuối cùng Mạnh Xuyên tương lai giao lại tương lai cho Mạnh Xuyên hiện tại. Mạnh Xuyên vừa tỉnh dậy thì nhận được tin đã tìm thấy Mạnh Tiên Cô. Bà đã chút hơi thở cuối cùng và đứng sừng sững trước thi thể Bá Hống Thiên Vương. Lý Hoài Nam, ông lão tàn phế Trương Lập Tương và Tam Trưởng lão cũng hy sinh. Thất Nguyệt và Yến Tấn thì được đưa lên Nguyên Sơ Sơn. Còn với Nguyên Thần, anh muốn mình được gọi bằng cái tên Trang Sinh. Thời không chi lực của Trang Sinh đã hao hết, qua đó con đường phía trước sẽ phụ thuộc vào Mạnh Xuyên. 3 tháng sau, Mạnh Xuyên rời khỏi Đông Ninh Phủ để đến Nguyên Sơ Sơn, bắt đầu một hành trình mới. Như vậy, phần 1 của bộ phim Thư Nguyên Đồ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé.